ngày 9 tháng 11, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam diễn ra tọa đàm Phim và những thông điệp văn hóa, Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là bộ phim với thể loại tài liệu dàn dựng có diễn viên diễn xuất. Thể loại này khá mới tại Việt Nam và khác biệt so với phần lớn các phim tài liệu phổ biến trước đây. Nội dung phim thể hiện đầy đủ, chân thực và sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và các tác phẩm của Đại thi hào Nguyễn Du. Bộ phim đề cao giáo dục truyền thống, bên cạnh đó thể hiện văn hóa các dòng họ từ sự kế thừa tinh hoa nho học cùng triết lý nhân bản dân gian Việt và tư tưởng Phật giáo. Bộ phim thể hiện những lát cắt lịch sử của ba triều đại Lê Trịnh, Tây Sơn và thời kỳ đầu nhà Nguyễn. Bộ phim tái tạo một cách sống động về cuộc đời Nguyễn Du từ lúc sinh ra năm 1765 ở phường Bích Câu Thăng Long trong gia đình tể tướng quyền quý đến khi làm quan tới chức hữu tham tri bộ lễ tước Du Đức Hầu và mất tại Huế năm 1820. Bộ phim tài liệu Đại thi hào Nguyễn Du được chia làm 3 phần với gia thế và tuổi thơ 1765 đến 1780, 10 năm gió bụi 1780 đến 1796, sự nghiệp văn và quan trường 1796 đến 1820. Một văn hóa cái dòng họ Nguyễn Tiên Điền là điển hình của một cái dòng họ danh giá của xứ Nghệ, cho nên chúng tôi rất thận trọng trong cái công tác tìm kiếm tài liệu. Nhưng cũng rất may mắn là có những tài liệu quý mà bằng rất nhiều nguồn thì chúng tôi cũng tình cờ được phát hiện, hay là cũng từ các cái bạn đồng nghiệp mà có những cái tài liệu rất ít được chú ý đến thì khi chúng tôi đưa lên màn hình thì cũng làm cho nhiều người thấy ngỡ ngàng. Bộ phim tài liệu Đại thi hào Nguyễn Du chính thức ra mắt khán giả vào tháng 11. Phim sẽ tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại Huế vào trung tuần tháng 11 tại hạng mục phim tài liệu.